Không quá tốn kém để bạn có một bữa ăn no và ngon miệng. Chúng ta thường chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn cho đến vài triệu đồng là đã có thể có một bữa ăn no, ngon và thịnh soạn. Hoặc cho có một bữa sang chảnh hơn với tiệc rượu cùng bạn bè và người thân thì con số có thể thêm vài số 0. Tuy nhiên trên thế giới có những món ăn vô cùng đắt đỏ có thể lên đến hàng tỷ đồng. Nghe thôi đã thấy choáng váng nhưng có những đại gia sẵn sàng bỏ tiền túi ra để thưởng thức những món ăn này để thể hiện đẳng cấp của mình. Giá thành của chúng rất đắt vì giá trị dinh dưỡng của chúng rất cao, chúng khan hiếm, quy trình thu hoạch và chế biến lại rất phức tạp. Chúng ta thường nghe câu miếng ăn là miếng tồi tàn, nhưng những món ăn dưới đây thực sự không hề tồi tàn chút nào vì bạn phải chi trả thật nhiều tiền mới có cơ hội để thưởng thức được chúng. Cùng chúng mình tìm hiểu xem món ăn nào là món ăn xa xỉ nhất thế giới nhé. 1. Kem dâu tây Anao 85 tỷ đồng. Được bán tại nhà hàng Anao ở New Orleans, Mỹ. Đây là món tráng miệng với dâu tây hảo hạng bao gồm kem vani, nước sốt rượu vang đỏ, kem tươi và bạc hà. Mức giá cao ngất của món ăn này không chỉ bởi những quả dâu tây hảo hạng được tẩm ướp cẩn thận mà còn bởi vì chúng được trang trí bằng một chiếc nhẫn kim cương hồng 7,09 carat. 2. Nấm trắng Anba của Ý 3,6 tỷ đồng 1,5 kg. Những cây nấm đắt đỏ này nổi tiếng bởi vị cay nồng tự nhiên. Nó rất khó trồng vì vậy đây được coi là thứ gia vị tinh tế hiếm có trong những món ăn cần vị cay. Một nhà đầu tư Hồng Kông đã từng mua một cây nấm Anba 1,51 kg với mức giá hơn 160.000 đô. Và đây đã trở thành cây nấm đắt nhất thế giới cũng như thực phẩm đứng đầu với mức độ xa xỉ. 3. Bánh nhân thịt Nankasa 103 triệu đồng. Chiếc bánh nhân thịt này có thành phần bao gồm từ một lượng bò phi lê Wagyu Nhật, nấm Matsutake Nhật có vị quế từ Trung Quốc, nấm cục đen và nấm chân xanh của Pháp, được bọc bằng vàng lá. Ngoài ra, rượu nho hảo hạng Chateau Moton Rothschild năm 1982 với giá 38 triệu đồng một chai được dùng làm nước sốt thịt. 4. Trứng cá bạch tạng 805 triệu đồng. Trứng cá bạch tạng được lấy từ loài cá tầm bạch tạng, loài cá cực kỳ quý hiếm sinh sống ở vùng biển Caspi giáp với Nga và Iran, nên nguồn nước không bị ô nhiễm. Để thu hoạch trứng của một con cá tầm bạch tạng, người ta phải chờ trung bình từ 8 cho đến 10 năm, và để có được 1 kg trứng, người ta phải thu hoạch đến 5 kg trứng bởi vì 80% trong số đó bị thất thoát qua quá trình chế biến. Chính vì thế giá thành của trứng cá bạch tạng rất cao, đến 9.100 đô, tương đương 212 triệu đồng 1 kg và chỉ dành cho những khách hàng đặc biệt. Thậm chí có một công ty ở Iran đã lập kỷ lục Guinness khi bán trứng cá với giá 34.500 đô, tức là hơn 805 triệu đồng 1 kg vì loại cá mà họ đánh bắt có tuổi đời từ 60 cho đến 100 năm. 5. Bánh cannoli bằng vàng, 560 triệu Việt Nam đồng. Một chiếc bánh cannoli đắt nhất thế giới này do bếp trưởng Jasper Mirabeau tạo ra. Chiếc bánh này bán kèm một chiếc vòng cổ kim cương và loại rượu vang Louis Roederer Crystal năm 1999. Tuy nhiên, bạn có thể mua riêng một chiếc bánh cannoli mạ vàng không kèm vòng cổ kim cương với giá thấp hơn là 50 đô la. 6. Trứng cá muối Almat, 25.000 đô một hộp, gần 556 triệu Việt Nam đồng. Trứng cá muối Almat là một mặt hàng cực kỳ quý hiếm từ Iran. Trứng cá muối đã là một món đắt đỏ, trứng cá muối Almat lại càng đắt đỏ hơn bởi độ khan hiếm của nó. Chỉ có một cửa hàng hiện nay bán loại thực phẩm này, đó là Caviar House and Brunier ở Piccadilly, London. Mỗi kg trứng cá muối được đặt trong một hộp bằng vàng 24 carat với giá bán 25.000 đô. Nếu bạn chỉ muốn thưởng thức cho biết hương vị của chúng, có thể mua một chiếc hộp nhỏ hơn với giá bán là 1.250 đô la. 7. Dưa hấu đen 136 triệu đồng. Dưa hấu đen Densuke là một trong những loại thực phẩm đắt đỏ nhất thế giới. Dưa hấu đen được mệnh danh là vua của các loài dưa hấu và là đặc sản của vùng Hokkaido, Nhật Bản. Vỏ của ngoài dưa có màu đen bóng tự nhiên sáng đẹp, sang trọng, vị ngon ngọt có thấy ở các loại hoa quả khác cùng loại. Dù đắt như vậy nhưng không phải khi nào cũng có hàng để bán, bởi vì mỗi lần thu hoạch chỉ được vài chục quả, mỗi năm chỉ có khoảng 10.000 quả dưa hấu đen được thu hoạch. 8. Cà ri Samundari Khazana 3.200 đô la một suất, gần 71 triệu đồng. Nhà hàng Bombay Brasier đã tạo ra một món cà ri đặc biệt như chỉ để dành cho người chiến thắng chương trình Ai là triệu phú, bao gồm cua Devon, nấm trắng, trứng cá muối, bulega rất vàng lá. Ngoài ra còn có tôm hùm Scotland phủ vàng, báo ngư cùng rất nhiều trứng cá. 9. Gà mặt quỷ. Gà Ayam Semani là một giống gà có nguồn gốc từ Indonesia, nổi tiếng nhờ sở hữu cơ thể toàn một màu đen tuyền, từ màu da cho tới lông mào và lưỡi, thậm chí là máu của chúng cũng có màu đen. Chính vì trông đáng sợ như thế nên ở Việt Nam chúng còn được gọi là gà mặt quỷ. Ayam Semani được xem là giống gà đắt nhất thế giới, chúng không được xuất khẩu sang các nước khác vì sợ lây bệnh. Chính vì hiếm như thế nên một con gà con ở Indonesia có giá khoảng 200 đô, tức là hơn 4,6 triệu đồng,
Còn ở Florida, một con gà trưởng thành có giá khoảng 2.500 đô, tương đương 58,4 triệu đồng. Thịt của chúng được cho là chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn gà thường. 10. Thịt bò Kobe. Đây là loại thịt bò nổi tiếng nhất thế giới nhờ miếng thịt ngon và mềm, có hương vị đặc biệt không giống với bất kỳ loại thịt bò nào khác. Một miếng bò Kobe có các vân mỡ xen kẽ với các thớ nạc với tỷ lệ đồng đều, tạo thành màu sắc nốm đốm trắng đỏ. Những con bò Kobe đến thời kỳ vỗ béo sẽ được massage mỗi ngày bằng rượu sake, ăn lúa non, cỏ tươi, uống nước nọc tinh khiết, tắm bằng nước ấm. Ngoài ra, chúng còn được cho uống bia để tích tụ mỡ và kích thích vị giác để ăn ngon miệng hơn và nghe nhạc giao hưởng để chúng cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhờ thế mà miếng thịt sẽ ngon hơn. Chính vì thế, thịt bò Kobe cũng rất đắt. Mỗi kg thịt có giá đến hơn 450 đô, tức là hơn 10,5 triệu đồng. Bạn đã thưởng thức món ăn nào cho những món ăn trên chưa? Hãy cùng chia sẻ với chúng mình nhé!